các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Mời các bạn nghe tiếp truyện Ma thổi đèn phần 103 quyển 7 chương 22. Chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi. Lão chủ nhà không muốn lỡ thì giờ, bèn bảo anh con trai lập tức giết gà. Con trai của ông ta là một gã cục mịch to xác, hơn 30 tuổi, tay trái anh ta đang túm chặt hai cánh con gà, tay kia cầm con dao phai đã quen nghỉ Cách giết gà không nằm ngoài bốn chữ: một cắt, một chặt. Đưa lưỡi dao kề sát cổ gà, cắt đứt mạch máu và khí quản, đợi cho máu chảy hết, gà tắt thở. Một chặt là dao phai chém xuống chặt lìa cổ con gà. Nhưng gà trống là loài dũng mãnh vô song nên tuy đầu đã rời khỏi cổ nhưng mà phần thân không đầu vẫn nhảy nhót lung tung do các dây thần kinh ở trong cơ thể chưa chết hẳn cảnh tượng thập phần máu me ghê rợn đối với các gia đình sơn dân nông dân giết gà giết ngỗng là việc hết sức bình thường cứ nhìn dáng giết gà của con trai chủ nhà thì biết ngay anh ta định dùng dao chém phăng đầu gà gà gô và lão trần đá mắt nhìn nhau Hai người bọn họ muốn giành lấy con gà của lão chủ nhà chỉ là chuyện giặt thôi, chưa cần nói đến cưỡng chế cướp không. Chỉ cần đập ra một thoại đại hoàng ngư, lấp lánh vàng, chẳng lẽ lại không mua được. Nhưng mà chẳng lẽ thợ buộc lầu lấy đâu ra vàng thoải, làm như thế chẳng quá ra tự dạch áo cho người xem lưng. Đến nước này, đành phải tùy cơ ứng biến, bước lên trước ngăn gã sơn chân kia giết gà. Hai người bọn họ là đầu sỏ đám trộm cướp lục lâm chuyên giết người cướp của chứ đâu phải phường cấp gà trộm chó tầm thường đâu tuy cải trang làm thợ buộc lầu nhưng mà tác phong cử chỉ vẫn không giấu được tướng tá lẫm liệt lời tiện miệng nói ra cũng tự thấp thoáng khí độ trấn nhiếp rồi hai bố con chủ nhà năm lần bảy lượt bị họ ngăn cản không cho giết gà tuy là bực mình nhưng thấy lời nói cử chỉ của bọn họ hiên ngang bất phạm không dám tùy tiện nổi giận chị trách rằng thợ buộc lầu chúng mày thật không biết điều con gà nhà tao cho ăn uống mới lớn từng này muốn giết thì giết muốn nuôi thì nuôi làm thế nào là việc của nhà tao đến ông trời còn không quản được nữa là lão trần thấy gà gô cứ nhất quyết mua bằng được con gà thì trong bụng đã hiểu tám chín phần gà trống vốn là khắc tinh của loài rết hơn nữa con gà này lại túng kiệt phi phạm chắc sẽ trấn nhiếp được con rết sáu cánh thành tinh dưới mộ cổ. Có được con gà này nắm chắc đại sự sẽ thành. Việc cần làm bây giờ là làm sao dọa gà gẫm để mà bắt nó đi. Lão đảo mắt một dòng tính kế, đoạn quay sang cười hì hì với chủ nhà chắp tay nói. Lần lựa cản trở việc của gia đình hẳn xin lão trường lượng thứ cho. Anh em chúng tôi đây vốn chẳng phải ruột ra vì cùng sư môn nên mới kết thành sư huynh sư muội Bao năm nay dược núi xuyên bản Nương tựa lẫn nhau Lấy nghề buộc lầu làm kế sinh nhai Gặp phải cái thời buổi loạn lạc Vẫn quyết không chia đàn sẻ nghé Ngụm nước chia ba Miếng lương khô bẻ đều Chỉ vì năm xưa Trước bài vị tổ sư gia Từng cắt cổ gà đốt vàng mã Kết nghĩa anh em đồng lòng đồng dạ Tuy không dám sánh với kết nghĩa dường đào Nhưng mà lời thề nguyền đến nay Vẫn còn văng vẳng bên tai có hoàng thiên hậu thổ thần nhân chứng giám cho lời thề kê minh. Nếu có chút nào bội phản, kết cục sẽ thê thảm như cái đầu gà bị chặt lúc đó. Vì thế mà ba anh em chúng tôi đồng lòng thề đến chết không ăn thịt gà, cũng không để cho người khác giết gà trước mặt mình. Nếu gặp cái cảnh giết gà thì phải bỏ tiền để mà chuộc mạng cho nó. Lão Trần bịa ra cái chuyện lời thề kê minh. Sao còn dở cái mánh khóe quen thuộc bảo con gà này có bộ lông ngũ sắc mắt sáng như sao quyết không phải là vật tầm thường nếu đem giết đi ắt sẽ suối quẩy nhẹ thì chiêu tai gọi họa nặng thì trong nhà mất người gặp họa đau binh cánh thợ mộc dựng nhà xưa nay nắm giữ bí thuật của lỗ bàn rất giỏi yểm thắng tương trạch còn biết bày trận bùa phép ở các cửa nghe nói có nhà đang rất giàu có sau khi chuyển vào nhà mới gia cảnh cứ lụng bại dần mai nhờ cao nhân chỉ dạy mới biết trong lúc xây nhà mới do ăn bớt tiền của thợ mộc cho nên bị họ bày trận áp thắng ở trong nhà. Quả nhiên sau khi dỡ tường đào xuống bốn chân cột ở bốn góc thì thấy bên dưới chôn bốn cổ xe ngựa chở đầy đồng tiền. Tất cả được làm bằng dây cứng, bốn cổ xe quay về bốn hướng khác nhau rất giống như đang chở tiền bạc của gia chủ ra khỏi nhà. Sau khi biết được bùa trận mà thợ mộc yểm trộm, gia chủ cũng không bỏ bốn cổ xe ngựa giấy kia đi mà quay đầu xe lại, đem tài vật từ ngoài đổ về nhà từ đó trở đi quả nhiên tiền tài như nước đây chỉ là truyền thuyết dân gian nhưng mà chứng tỏ phép thuật phường thợ mộc đã có từ xa xưa cho nên bách tính không hề mãi mai nghi ngờ chuyện thợ buộc lầu thông hiểu rất nhiều dị thuật lão trần dựa vào đó mà hù dọa lời nói có tình có lý còn mang chuyện năm xưa ba sư huynh muội cùng lời thề kê minh ra nói nói đi nói lại rốt cuộc cũng chỉ vì một mục đích là chuộc mạng cho con gà tướng tá bất phàm này lão trần học rộng hiểu nhiều lý sự cao thâm lại có tài tùy cơ ứng biến có câu phú quý từ miệng hung cát từ tâm nói bả bọt mép chỉ mong xoay chuyển được ý định của chủ nhà ai ngờ chủ nhà lòng gan dạ sắt không xem lời của lão ra gì vẫn lắc đầu nói phường dựng nhà chúng mày biết một mà không biết hai giao con gà này cho chúng mày nghĩa là đổ hết tai họa cho chúng mày đấy chuyện thất đức như vậy sao tao làm được chứ con gà này không phải là gà mà là yêu vật chúng mày sinh sao đẻ muộn lẽ nào chưa có nghe câu chó không qua 8 năm gà không qua 6 tuổi lão trần và gà gô khi trước không hề nghĩ đến phong tục cổ xưa này giờ nghe nói mới dở lẽ ồ quá ra giết gà là gì thế thì ra chủ nhà vốn là môn đệ của kim trạch lôi đàn dùng núi tương tây có hai lôi đàn lớn là hồ và kim đều là những đạo môn tiếng tâm lừng lẫy hai môn phái này có cả đạo nhân và phương sĩ giỏi bùa thần châu mấy trăm năm nay mưu sinh bằng nghề bê nước đuổi thay hoặc là trừ mê giải độc những năm gần đây giặc cướp nổi lên cuộc sống lương dân không yên ổn được tình hình trong môn phái sa sút không được như xưa những người lưu lạc tới núi sâu heo hút sống qua ngày như lão trượng đây không phải là ít. Ông ta tuy chẳng là gì trong kim trạch lôi đàn nhưng cũng thông hiểu một vài phương thuật, tuyệt đối tin vào thuyết dịch yêu. Dịch yêu là một cuốn cổ tập, bắt đầu được lưu truyền từ thời Tam Quốc Lưỡng Tấn, chuyên giảng về những hiện tượng yêu dị trên đời. Cái gì là yêu? Dịch yêu cho rằng không hợp với lẽ thường tất sẽ là yêu. Một khi có hiện tượng đặc biệt xuất hiện không hợp với lẽ thường, đó chính là điềm báo về thiên hạ đại loạn hoặc đại nạn cập kề. Chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi là cách nói bắt nguồn từ cuốn dịch yêu. Do ảnh hưởng tư tưởng mê tín phong kiến trong xã hội cũ mà nhân gian vẫn rất mực tin tưởng. Câu nói này chỉ những loài cầm súc chó gà nuôi trong nhà đều không thể nuôi quá nhiều năm. Bởi nếu để cho chúng sống quá lâu trong xã hội loài người hàng ngày chúng tiếp xúc với con người, tai nghe tiếng nói người, mắt quan sát nhất cử nhất động của con người. Dần dần chúng sẽ thông hiểu tính người, sớm muộn gì cũng thành tinh thành quái, làm ra những việc xấu để mà hãm hại con người. Nghe kể rằng năm đó có một phú ông, con cháu tôi tới đầy nhà, phú ông có nuôi một con chó trắng, con chó này hiểu ý chủ nên rất được yêu chịu. Hàng ngày không rời chủ nửa bước chủ ra ngoài chơi cũng dẫn nó đi theo về sau lão phú ông đột ngột lâm bạo bệnh qua đời sau khi chôn cất xong xuôi người nhà không thấy con chó già của ông ta đâu nữa mọi người tưởng là con chó nhớ thương chủ chủ của nó chết nó cũng đau lòng bỏ đi hoặc chết ở đâu rồi cho nên chẳng mấy để tâm không ngờ đúng một năm sau ngày mất một tối nọ lão phú ông đột ngột trở về Người nhà lúc đầu tưởng là quỷ nhập tràng cho nên ai cũng sợ. Nhưng lại thấy lời nói và cử chỉ của ông ta đều giống hệt như lúc sinh thời. Ông ta bảo một năm trước mình bị hôn mê ngất đi nên mọi người cứ ngỡ mắc bạo bệnh mà chết đem đi chôn sống. Mai sau cơ duyên xảo hợp lúc đó có một đạo sĩ ngang qua phần mộ cứu được ông ta. Sau đó ông ta đi theo đạo sĩ du ngoạn khắp danh sơn ngũ nhạc. Người nhà thấy là phú ông còn sống thì mừng lắm ông chủ cũng hệt như trước thói quen và khẩu vị ăn uống chẳng thay đổi chút nào ban ngày xử lý mọi việc to nhỏ trong nhà thưởng phạt phân minh ai ai cũng phục tối đến lại ngủ cùng tam thê tứ thiếp cứ như vậy suốt hơn nửa năm gia tộc lại trở nên êm ấm hưng thịnh đến hôm sinh nhật cũng là ngày mừng thọ của lão phú ông buổi tối có tiệc đại khách cho nên ông ta uống hơi quả chén hơi men chết choáng ngủ gục ngay bàn bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa vào đèn nến trong sảnh tắt ngấm người hầu vội chăm lại đèn định dìu ông chủ vào trong để nghỉ ngơi nào ngờ đèn vừa sáng chẳng thấy ông chủ đâu chỉ có con chó già lông trắng đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành ngủ say như chết mùi rượu từ mõm nó phả ra nồng nặc tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày bấy giờ mới biết lão phú ông đã chết từ lâu nửa năm nay là con yêu quái này làm loạn trong nhà bèn nhân lúc nó đang ngủ say dung dao chặt thành từng khúc rồi đem đốt xác cháy thành tro từ thời tần hán tới thời lưỡng tấn những câu chuyện đại loại như thế nhàn nhạn khắp nơi không chỉ bách tính đinh ninh là thật mà bậc đại phu hãy mở mồm ra cũng hay nhắc đến những việc kỳ quái ấy được coi là điềm báo đặc biệt cho quả binh đao hoặc là quân dương vô đạo Mãi cho đến tận sau này người ta mới thôi không nhắc đến nữa. Nhưng chó mèo, vịt gà nuôi trong nhà vẫn thường tránh không để cho chó nuôi quá 8 năm. Gà thì không qua 6 tuổi. Bởi nhiều người vẫn tin rằng nếu để chúng lại trong nhân gian quá lâu, hằng ngày chứng kiến mọi sự vật trong nhân thế, ắt nảy sinh tư duy. Chỉ cần vượt quá thời gian 6 năm 8 tuổi, chúng sẽ có thể làm ra những việc tà ma, người thường khó mà tin nổi lão trượng ở bản Kim Phong nuôi con gà trống này đã gần 6 năm. dáng vẻ của nó quả là tuyệt đẹp. Năm đó trong bản gà đẻ nhiều trứng nhưng mà đều hỏng hết. Nhà ông chỉ có mỗi một quả nở ra con gà trống này. Những thứ khác đều là vỏ không. Nghĩ rằng con gà trống này là kết tinh của trời đất. Nên ông ta yêu quý coi nó như báo vật. Ngày ngày đều cho nó ăn những thứ ngon lành. Con gà trống cũng không phụ lòng yêu của chủ trong núi rất nhiều trùng độc và rắn hổ mang là mối đại họa đối với sơn dân. Con gà trống này ngày đêm tìm bắt trùng độc dưới sàn nhà, khi trời tờ mờ sáng lại cất tiếng gáy giang. chuẩn xác còn hơn đồng hồ báo thức cho nên chủ nhà không nợ giết. Có điều thời hạn 6 năm đã đến để cho nó sống sợ không lành. Thể theo lệ cũ, hôm nay trước khi trời tối nhất định phải mang nó ra cắt tiết, bằng không gặp rắc rối thì hối cũng không kịp. Vậy cho nên chủ nhà bèn cho nó ăn một bữa no dịu rồi mài dao phay thật sắc để mà chuẩn bị giết gà. Lão Trần rốt cuộc cũng đã rõ nguyên nhân. Nếu đổi vào tình cảnh khác, tốt xấu gì chắc cũng lừa lấy được con gà trống này. Nhưng mà gà qua 6 tuổi xưa nay vốn không lành nếu để lại sẽ đem đến xui xẻo cho chủ nhà. Sơn chân tương Tây nhất quyết tin như vậy. Ông chủ nhà này tính tình là có vẻ ngang ngược, không biết nói sao để cho ông ta hồi tâm chuyển ý. E dẫu đổi hai thỏi đại hoàng ngư, ông ta cũng chẳng cần. Nước bọt không có tác dụng thì phải dở thủ đoạn ra thôi. Ý nghĩ vừa lóe lên, lão lập tức đánh mắt vào hồng cô nương. Hồng cô nương kính đáo gật đầu. Cô ả rất giỏi món cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn. Trong cổ thái hí pháp có rất nhiều phương pháp bí mật tương tự như cạm bẫy, được gọi là niêm bài hợp qua nguyệt biệt liên khai trong đó quyết nguyệt là một phương pháp giống như thuật che mắt người xem dù gần ngay trước mắt vẫn không phát hiện ra người dùng pháp thế nào để cấp núi qua biển dời hình đổi vật nghệ nhân của nguyệt lương môn giỏi nhất là thuật này chỉ cần học cô nương ra tay dung thuật che mắt giấu ngay con gà ngay trước mặt của chủ nhà thì dù cha con họ có mắt lửa ngư vàng cũng không phát hiện ra cô ả làm thế nào trơ mắt nhìn nhóm thầm mộc nẫn mất con gà mà không tìm ra vật chứng thì có bắt bẻ bằng trời hồng cô nương đang định động thủ thì thấy gà gô thu tay vào ống tay áo chỉ để lộ ra hai ngón tay khẽ xua đó chính là ám hiệu trong giới giang hồ ý bảo cô ta và lão trần chớ dội manh động nếu để chuyện xảy ra ngay trong bản tuy là bọn họ có thể dễ dàng thoát thân nhưng mà sẽ gây go tới kế hoạch trộm mộ cổ bình sơn Lão Trần và Hồng Cô Nương biết ban sơn đạo nhân hẳn có diệu kế, bèn án binh bất động, lắng lặng quan sát. Nửa vô tình, nửa cố ý bước đến bên cạnh hai cha con chủ nhà. Đợi lát nữa, có nói mãi mà ông ta vẫn không nghe, thì lập tức ra tay cướp lấy con gà, quyết không để hai cha con họ giết nó. Gà gô nói với lão chủ nhà, Chó không quá 8 năm, gà không qua 6 tuổi, theo lệ cũ quả thật là không sai, nhưng mà thiên hạ thiếu gì chuyện lạ Không nên theo lệ cũ mà lý giải mọi điều Tiểu tử bất tài xin được nói lý Để mà lệnh tôn không giết con gà này Chủ nhà thấy gà gô thần thái ung dung, lời nói như phun châu nhã ngọc, bụng bảo dạ, không nên thấy anh chàng này ít tuổi mà xem thường. Nếu anh ta thật là thợ buộc lầu thì cũng quyết không phải là hạng tầm thường nhưng ông vẫn không tin anh ta có thể nói ra lời hay ý thật gì để mà thuyết phục được mình bất quả cũng chỉ như lão trần kia mở mồm là mấy câu lừa gạt giang hồ khí độc với chả ma thổi đèn thôi thì cứ xem anh ta nói gì đã nghĩ vậy ông liền bảo ừ thôi được để tao nghe xem hậu sinh có cao khiến gì nếu mày nói làm cho tao tâm phục khẩu phục thì con gà này tặng không cho mày thực lòng tao không nỡ giết nó chỉ vì lệ cũ phải theo Tao làm sao cãi lại Nếu mày không nói được thì đừng có xía vào nữa nghe Gà gô sớm đã có chủ ý Không muốn dở thủ đoạn giang hồ ra lừa gạt sơn dân Chỉ đợi lão trượng nói ra câu này Hai người cũng tay giao ước Đoạn đưa tay lên ôm con gà lông ngũ sắc trong tay chủ nhà Con gà trống tuy chết đến đích nhưng mà chẳng biết nó không hiểu hay không sợ mà chẳng thèm dễ dụa dẫn dương mắt ngẩng cổ thần thái quy dung phong độ điềm tĩnh hiền ngang như đại tướng thống binh gà gô để mọi người nhìn kỹ con gà rồi nói chó không quá tám năm gà không qua sáu tuổi tuy là phong tục cổ xưa nhưng mà đến nay vẫn có nhiều người tin phục đương nhiên không thể không theo phàm là gà nuôi trong nhà không thể để cho nó sống qua sáu tuổi nhưng mà con gà này không phải là gà cho nên không cần phải tuân theo cái lệ này ông chủ nhà nghe thế thì lắc đầu quay quẩy lão trần cũng thầm kêu khổ rồi nghĩ bụng gà ngu ơi là gà ngu thế mà nhận làm thủ lĩnh ban sơn lại đi nói con gà trống này không phải gà không là gà thì là cái gì chẳng lẽ là chim đến trẻ lên ba còn không tin được thì làm sao mà thuyết phục được cái lão già này chứ xem ra phải theo lệ cũ của phường lục lâm chúng ta thôi thẳng tay mà bắt gà đi thôi gà gô còn chưa nói xong thấy mọi người đều có vẻ không tin liền nói tiếp đã là gà thì mí mắt phải ngược với người mí mắt của người nằm ở phía trên cho nên phần mí mắt có thể động đậy gọi là chớp mắt còn loài gà mí mắt lại nằm bên dưới mọi người sao không để ý kỹ xem con gà trống này mí mắt thế nào Chủ nhà trước nay không hề để ý đến việc này Nhưng người nuôi gà ai mà chẳng biết mí mắt con gà nằm ở dưới Nhìn kỹ thì thấy con gà trống lông ngũ sắc Đang ngẩng cổ này quả nhiên có mí mắt ở trên giống như người Nếu không chú ý kỹ chắc sẽ bỏ qua chi tiết này Ngay cả lão Trần học rộng biết nhiều lẫn hồng cô nương Cũng đều cảm thấy kỳ lạ liền hỏi Ủa thế là thế nào Gà gô nói Mí mắt như vậy chỉ gì nó không phải là gà Câu trả lời này khiến cho mọi người vẫn lơ mơ mờ tịch Ô hay không phải là gà thì là gì Gà gô chẳng buồn làm vẻ thần bí nữa nói thẳng luôn Tương Tây từ xưa đã có tô tem quyền điểu Phượng Hoàng Địa danh đặt ra cũng có liên quan về truyền thuyết Phượng Hoàng thời cổ Giống như huyện này gọi là huyện Nộ Tinh Nộ Tinh chính là tượng Phượng Gáy mí mắt con gà này nằm ở phía trên lại thêm bộ lông ngũ sắc với móng vuốt ánh vàng sao có thể là gà thương được nó vốn chính là một loại phượng hoàng vô cùng hiếm khắp thiên hạ này chỉ có huyện nộ tinh đất tương tây gà nộ tinh chương hai mươi ba tài kê lệnh gà gô nói con gà này là gà nộ tinh kim kê báo sáng vốn có ý phân biệt đêm ngày âm dương tiếng gáy sáng của gà nộ tinh chẳng những có tác dụng xua yêu giải độc mà còn có thể diệt trừ ma quỷ loài da cầm bình thường chỉ có mí mắt dưới con gà này có mí mắt trên thì đích thị là phượng hoàng tuy cũng gọi là gà nhưng mà tuyệt nhiên không thể xem như gà thường trên đời này thật sự có phượng hoàng hay không chưa ai tận mắt trông thấy cho nên cũng không tiện bàn luận lung tung. Ngày nay nhiều người cho rằng quyền điểu dụ hồn chính là bắt nguồn từ tô tem gà trống. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có truyền thuyết về gà nổ tinh nhưng mà đến thời dân quốc hiện nay giống gà quý này rất hiếm gặp. Dù ngay trên vùng đất nổ tinh tương Tây đã sản sinh ra chúng cũng dễ đến một hai trăm năm mới gặp một lần. Xưa nay rồng bay, phượng hót vốn là điềm lành trong cõi nhân gian bởi loài linh vật này chính là kết tinh của trời đất giết hại bừa bãi tất sinh ra đại họa gago khẩn thiết nói với chủ nhà vì thế mới khuyên lão trượng không nên động dao giết gà nói xong liền nhắc ông ta thực hiện giao ước khi nãy nhượng lại con gà ngủ sắc cho mình bản thân cũng chẳng lấy không trong cái sọt sau lưng của học cô nương có một túi muối to dễ đến hơn trăm cân đấy ở dùng sơn cước, muối còn có giá hơn tiền. Đối với dân bản nơi thâm sơn cùng cốc này, hơn 5 cân muối đâu phải là chuyện nhỏ. Gà gô bằng lòng mang túi muối này đổi lấy con gà. Ông chủ nhà nghe xong mới biết, quá ra gà trống nhà mình đúng là bảo vật nhân gian. Bình thường giết gà mổ lợn là chuyện không đáng phải bàn. Nhưng mà giết phượng mổ rồng thì ai có gan chứ? Thế khác nào tự chuốt lấy giận đen? Ông ta lập tức bỏ ý định giết gà Chỉ giận mình lâu nay không chịu để ý mí mắt con gà cổ quái như vậy Bây giờ thì đành trơ mắt ếch Đem báo vật nhà mình trao cho cái đám thợ buộc lầu Ông có ý muốn quỷ giao ước Nhưng cũng là kẻ có chút hiểu biết Vừa trong hai người gà gô và lão trần Đã biết không phải thợ buộc lầu tầm thường Chẳng may đắc tội với thợ buộc lầu Biết bày bùa trận thì rắc rối to Đành phải chịu thiệt Cắt đặt con trai mang gà nổ tinh nhốt vào trong sọt tre Đem đổi lấy túi muối của đám thờ mộc Lão Trần đứng bên nhìn thật sướng mắt Hằng ngày lão tự cho mình tài trí hơn người Bụng đầy học vấn Mấy năm nay lại dẫn dắt phái xã lĩnh Đi khắp nơi trộm mộ Cũng coi là học cao hiểu rộng rồi Ăn không ít gà quay Chém thì không ít đầu gà kết nghĩa Vậy mà quả thật cũng không biết mí mắt bọn gà nằm ở trên hay dưới Bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Không thể không thầm, giờ ngón tay cái khen ngợi. Ban Sơn Đạo Nhân thịnh vào thời đường, đến nay tuy đã lâm vào cảnh chợ chiều, môn đệ còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà thuộc phân giáp đã truyền cả ngàn năm, quả là có chỗ kỳ diệu. Mấy năm gần đây lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như gà gô, xem ra ngày sau chính là thời Ban Sơn Đạo Nhân chấn hưng. Nếu kéo được họ cùng nhập hội với Thường Thắng Sơn thì lo gì xã lĩnh không có ngày hưng thịnh. Lão Trần còn đang âm thầm tính toán làm thế nào mà kéo được ban Sơn Đạo Nhân nhập bọn. Thì gà gô đã trao đổi xong xuôi, cổng trên lưng sọt gà nộ tinh, chấp tay cáo từ chủ nhà rồi quay người bước ra khỏi cổng. Thấy lão Trần vẫn thường người như kẻ mất hồn, hồng cô nương liền kéo nhẹ tay lão. Lúc ấy lão mới giật mình sực tỉnh Dội vã chắp tay Cười hì hì với cha con chủ nhà nói Đã quấy quả lão trượng Nếu có gì đắc tội Xin lão trượng hãy hà lượng thứ cho Xin cáo từ Nói xong liền vũ tay áo Dẫn hồng cô nương và anh chàng người miêu Dẫn đường đuổi theo gà gô Bọn lão trần Lấy được gà nộ tinh Dễ như trở bàn tay Yên tâm rời khỏi bản kim phong Quay về nghĩa trang là hùng lĩnh Lúc này thì vết thương của La Lão Hoài đã khỏi được bảy tám phần. Con mắt độc nhất của hắn long lên sòng sọc, sọc, thề dẫn quân lật tung núi Bình Sơn, mặc kệ thi dương thi hậu gì, nhất định phải lôi mấy cái xác khô thời nguyên ấy ra khỏi mộ cổ, dày xéo cho hả dạ, đốt xương cốt thành tro mới giải được mối hận này. Lão Trần nói, một giải Bình Sơn lão hùng lĩnh là nơi sản sinh nhiều chu sa dược liệu, nên sơn dân thường liều chết lên núi hái thuốc, vì thế có nhiều truyền thuyết bắt gặp cương thi trong núi Giờ đã tìm được khắc tinh của độc vật bên trong mộ cổ Nhưng mà lũ cương thi mấy trăm năm kia Một khi đã thành tinh thì cũng phải đề phòng Nghe nói cương thi là thứ chết rồi không quá Những cổ thi đó nếu chết đúng giờ âm Ngày âm, tháng âm, năm âm Nhờ vào âm khí trời đất sẽ không thối rửa Ban đêm thường hiện về ăn não người sống chúng ta phá núi Bình Sơn ngoài việc diệt trừ hết cái lũ yêu tà trùng độc, Dét sạch của báo trong mộ đem mưu đồ đại sự. Cũng phải nghĩ cách trừ khử thi dương tương Tây làm gian danh tên tuổi của ban Sơn xã lĩnh. Gago gật đầu đồng ý. Địa hình tương Tây đa phần là núi cao nước xiết, rừng sâu lắm hang động, cách biệt với thế giới bên ngoài là nơi người di hán quần cư nên phong tục tập quán khá đặc biệt truyền thuyết về thi dương tương Tây đã lưu truyền không dưới hàng trăm năm. Phàm những người lên núi hái thuốc, bán hàng hoặc đào mồ trộm mã phải qua đêm nơi núi hoang vắng vẻ. Gặp phải bất trắc là chuyện bình thường. Trong số đó, quả thật có vài người bị khoét rỗng não, chết rất lạ lùng. Nên Sơn Dân Bản Địa mới tin chuyện thi dương ăn não người sống là có thật. Gà gô vốn không tin chuyện này, nhưng mà nhiều Sơn Dân đã thề đọc từng trông thấy cổ thi đời nguyên ăn thịt người ở trên núi nếu không tận mắt trải nghiệm quả khó đoán định thật giả đám trộm cùng bàn mưu tính kế trước tiên cắt cử một nhóm người vào các bản làng để thu mua gà sống chỉ lấy gà trống không lấy gà mái đằng nào việc quân đội của la lão quay vào núi lấy cớ diễn tập để trộm mộ cũng đã bại lộ rồi không làm thì thôi đã làm phải làm cho trót chẳng cần giấu giếm nữa mộ cổ bình sơn đã nằm trong tầm ngắm của thường thắng sơn những thế lực khác muốn nhằm vào nó ít nhất cũng phải cân nhắc xem thực lực thế nào chắc không dám manh động nếu trong mộ cổ quả thực có giếng châu báu từ thời tống dù bị quân nguyên cướp mất một phần số còn lại đem làm đồ tùy táng cũng tương đối đáng kể mộ người nguyên chôn sâu táng lớn nhưng không có nghĩa là dùng toàn áo giấy quách đất giãn tiện để mai táng đồ tùy tán cũng hậu hĩnh vô cùng. Có thể thấy quyệt mộ và địa cung trong núi Bình Sơn tuyệt đối không nhỏ. Một khi đào được, đừng nói là trang bị vũ khí Anh Quốc cho một sư đoàn, ngay cả lập ra hai sư đoàn vũ khí Đức Quốc, e vẫn còn đủ. Đám trộm nóng lòng sốt ruột, vội vã bắt ba chuẩn bị. Mấy hôm sau, Lão Trần chọn ngày hoàng đạo tiến hành lễ kết liên minh, lấy nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh làm nghĩa đường đám trộm trước khi tiến vào Bình Sơn đổ đấu lần thứ ba cần phải kính cáo trời đất bởi việc lần này không giống mọi khi ban sơn xã lĩnh hai ngọn sơn đầu bắt tay hành sự họ không còn đơn thương độc mã cho nên cần phát nguyện trước mặt thần minh một là tỏ đồng tâm hai là cùng kết nghĩa tránh cảnh ham lợi quên nghĩa giữa đường tạo phản ngay trong nội bộ hôm đó hương án đã bày trong mảnh sân đổ nát của nghĩa trang thực chất chính là bàn thờ chuẩn bị cho người chết trong toàn quán trên án bày thủ cấp ba loài gia súc lợn bò dê sau treo bức họa hai vị tổ sư gia tây sở bá dương và ngũ tử tư cùng thần vị quan đế bên trên đám trộm khấu đầu bái tổ sư gia trước sau mới cắt máu ăn thề do không phải kết nghĩa cho nên rượu huyết không cần cắt máu từ ngón tay giữa mà chỉ dùng máu gà việc cắt máu gà cho người phụ trách nghi lễ đảm nhiệm, tùy ý chọn lấy một con trong số gà trống thu được mấy ngày nay. Trước tiên, sướng bài ca ngợi gà trống, khen con gà này tốt ra sao, vì cớ sao mà phải giết, bởi đây là bài tán khẩu hát khi cắt tiết giết gà, cho nên được gọi là tài kê lệnh. Mặt trời đã lặn sau dãy núi phía Tây, núi rừng mênh mông dần trở nên mơ hồ. Trong ánh hoàng hôn, đám trộm đốt đuốc xung quanh thắp sáng mảnh sân chỉ nghe tiếng người chấp sự cao giọng đọc rằng gà này không phải gà thường thân khoác lông ngũ sắc gót mang cựa ngũ đức màu đỏ quy phong gà bay lên đỉnh thiên cung ngọc đế gọi là tử dân kê bay tới núi côn luân nhân gian gọi là gà báo sáng hôm nay rơi vào tay đệ tử đặt tên là gà phượng hoàng gà phượng hoàng thế gian hiếm có tiếng vang khắp miền nam bắc mượn máu tươi mày để mà tế trời đất dâng lên chưa vị thần linh hai chữ trung nghĩa trước sau như một đồng tâm hợp lực lên tận trời xanh chưa dứt lời đã dùng dao cứa cổ gà đem máu gà nhỏ vào bát rượu tiếp đó đám trộm tay bê bát rượu lập lời thề cũng không nằm ngoài mấy chữ đồng tâm đồng sức tụ lực đoàn vàng sau cùng thầy đọc để tỏ rõ tấm lòng nếu ai trái lời thề thiên địa quý thần không dung tất sẽ bị trời tru đất diệt Người chấp sự đứng bên ghi tất cả những lời thề ấy và một tờ giấy vàng đoạn cuộn lại dơ lên cao hỏi rằng Minh Thệ ở đây lấy gì làm chứng? Được hai vị đại thủ lĩnh là Lão Trần và Gà Gô dẫn đầu đám người đồng thanh đáp rang Có tán thi làm chứng Người chấp sự lại dơ cao cuộn giấy vàng hỏi Tán thi ở đâu? cả đám trộm mặt mày nghiêm trang không dám chển mãn lập tức ngửa mặt lên trời đọc hết bài tán thi kết minh bài tán khẩu này trước ca ngợi quan nhị ca nghĩa khí thấu trời sau là ca ngợi tống công minh ở thủy bạc lương sơn lương sơn thủy bạc một tòa thành hảo hán trong thành trăm lẻ tám thiên can địa sát tụ về đây cặp thời vũ chính ngôi cao nhất đến nay bách tính còn ngợi ca can đảm vô song một lòng trọng nghĩa. Đọc hết tán thi, đám trộm nhất tề hướng về người chấp sự hô to một tiếng, đốt. Người chấp sự đốt tờ giấy vàng, đám trộm đồng thời ngửa cổ uống cạn bát rượu huyết, rồi dơ cao cái bát không ở trong tay ném mạnh xuống đất, chỉ nghe một loạt những tiếng choang choang, mảnh sành bắn tung tóe. Một buổi lễ kết liên minh trong giới lục lâm nhất định phải đầy đủ những thủ tục nói trên, đem so sánh với nghĩa cử của người xưa sẽ thấy có phần học hỏi. Sau khi tuyên thệ thề đọc, hán tán khẩu lại uống rượu huyết đốt giấy vàng coi như lễ bái xong xuôi. Hai sơn đầu đã có thể hợp binh một mối cùng đánh một nhà. Dở hết tuyệt kỹ cất ở nơi đáy hòm hợp sức sới tung mộ cổ bình sơn. Chương 24 Sơn Âm Đội quân trộm mộ đi đầu là lính công binh của La Lạ Hoài gồm không ít người cắm chân hương tại Thường Thắng Sơn. Cắm chân hương trong giấy lục lâm mang hàm ý nhập bọn. Đám lính này cũng giống như quân trộm mộ xã lĩnh trên cánh tay đều buộc dây chu sa làm dấu. Đám công binh còn lại chẳng khác gì lính hậu cần của phiến quân có nhiệm vụ khiên súng ống và thuốc nổ mang giá các loại dụng cụ đào đất như cuốc sẻn rìu. Ngoài ra sau lưng mỗi người còn phải đèo sọt tre, lồng tre, đựng một con gà trống sóng. Trong tiếng gà gáy loạn xị, lính công binh xếp thành hàng rời rạc hành quân lên núi. Đường núi mấp mô bước đi chật vật nhưng mà người nào người nấy mặt mày rất phấn chấn, không mãi mai nghĩ tới những nguy hiểm gặp phải trong hai lần lên núi trước. Vì hầu như tất cả đều mong được cùng Trần Thủ Lĩnh là đại soái đổ đấu phát tài một khi đào được địa cung thật phận lính quèn chẳng sơ mối gì nhiều nhưng mà cứ theo lệ cũ thì cũng không dưới 10 đồng bạc trắng và một bánh phúc thọ cao trộm mộ tuy là công việc nguy hiểm nhưng mà thời đó phiến quân bạo loạn khắp nơi lòng người rối ren dù trộm mộ trúng tà gặp ma vẫn còn tốt hơn là làm bia đỡ đạn nơi xa trường cái việc đào mộ quật mã này đổ sức đổ máu ít ra còn được vài đồng bạc trắng làm lính ăn lương cũng là vì kiếm bát cơm ăn Có mấy ai vì đánh trận mà sang quân làm lính Theo sau đội công binh là đám trộm xã lĩnh Do lão Trần trực tiếp cầm đầu Hai lần trước vào núi thiệt mạng hơn trong quân đệ Cho nên vừa phải điều thêm một đội quân tinh nhuệ từ tương âm Ai nấy trang bị kỹ lưỡng dắt ở trong dắt ngoài Đều là các anh tài Ban Sơn đạo nhân Gà Gô dẫn theo lão Tây và Hoa Linh Đi lẫn trong đội hình của xã lĩnh gà gô đeo trên lưng sọt gà nổ tinh, trong người dắt theo khẩu súng ngắn 20 viên. Sư đệ lão Tây tướng mạo quá đôi đặc biệt, nhìn biết ngay là người sắc mục từ Tây Dược tới. Tuổi đời mới ngoài 28 mà bộ râu rậm đã dài tới ngực, dáng người lại cao to dạm dở, trông như một gã trung niên ngoài 40. Người này tính tình rộng rãi nhưng mà kiệm lời, chỉ râm rấp nghe theo sư huynh gà gô. Hoa Linh thì lại có tướng mạo khá giống gà gô, ngoài đặc điểm mũi khòm mắt sâu ra thì chẳng khác gì người hán bên người lúc nào cũng mang theo một gùi thuốc đám ban sơn đạo nhân hiện giờ có thể ra ngoài trộm mộ chỉ còn có ba người bọn họ lần này vào núi bình sơn cả ba đều mang theo phân sơn quật tử giáp vô cùng nặng xưa nay vật này luôn là bí mật của phái ban sơn chưa ai từng tận mắt trông thấy họ sử dụng ngay cả lão trần là trùm sỏ của xã lĩnh cũng không được tường tận dùng tương tây có tổng cộng 800 ngọn núi, 3.000 con sông, cách cổng trời 10 bước leo. Địa hình thế núi so với nơi khác đều rất đặc biệt. Đám trộm tới được Bình Sơn thì trời đã sáng rõ mặt người, chỉ thấy xung quanh núi cao, rừng sâu, xanh ngắt một màu. Bên trong khe núi sương mây âm u, yên khí bao trùm, đầu đầu cũng thấy vẻ yêu dị tà quái. Cũng may lần này lên núi lại kéo cả đội quân hùng hậu sát khí nặng nề trên người của đám lính đã giúp xua tan lớp sương mù mà quái. Lão Trần mời Gà Gô đến xem địa hình Bình Sơn. Hai phái Ban Sơn xã lĩnh đều không có bản lĩnh xem thế núi dò địa mạch như là mô kim hiệu quý. Xong được cái Lão Trần giỏi dùng quyết văn. Trong núi chỗ nào có địa cung lớn ra sao Lão đều đã thăm dò được ngay từ đầu tòa ủng thành có giếng thủy ngân bảy tên đã bị cát chảy vùi lấp nhưng có lẽ còn minh thành đại điện ước chừng vị trí nằm ngay giữa lòng núi có điều cấu tạo bình sơn toàn là đá xanh cho nên rất khó nhìn sắc cỏ phân vết bùn tìm ra lối vào thực sự của mộ đạo địa cung cũng có lẽ chẳng có lối nào khác ngoài tòa thành bảy đã bị lấp đá đổ chì kín mít từ khi niêm phong minh điện kia nếu muốn vào mộ cổ trộm bảo vật chắc chỉ còn cách trèo xuống khe nứt trên đỉnh núi, thông thẳng tới hậu điện. Có điều giữa hậu điện và đại điện cũng bị bích kính bằng đá tảng, lính tráng phải đông đảo mới mong dịch chuyển được. Lão Trần đưa ra kế hoạch, đầu tiên thả lũ gà trống giải quyết gọn ghẽ các bọn trùng độc ẩn nấp trong khe núi và hậu điện. Sau mới dùng thuốc nổ mở đường tới thẳng minh điện, hoặc vẫn dùng thuốc nổ mở đường làm chủ đạo. Chọn một nơi kém kiên cố nhất trên triền núi rồi cho nổ mìn từ đó. Sau đó đào thẳng tới địa cung. Đây là cách đám lực sĩ xã lĩnh hay làm. Tuy khả thi nhưng mà tốn rất nhiều thời gian lẫn sức người sức của. Gà gô quan sát Bình Sơn trầm ngâm về lát. Ngọn núi này quá thật là đặc biệt. dáng núi siêu vẹo như sắp đổ. Thân núi có nhiều vết nứt lớn như dao chém. Nhìn tổng thể ngọn núi giống như một chiếc bình cổ e à, đúng là bình quý đừng tiên đơn từ trên trời rơi xuống. Nếu không, lấy đâu ra một thứ tạo vật thần kỳ như vậy? Nhìn mãi, nhìn mãi, anh ta bỗng sực nghĩ, đã không vào được từ đỉnh núi, sao không tiến vào từ chân núi? Núi Bình Sơn đổ nghiêng, tạo thành một góc nhọn so với mặt đất. Trong góc dây leo chằng chịt, nước chảy róc rách cùng với thế độ của vách đá. Góc càng vào sâu thì càng hẹp, ánh sáng mặt trời bị mây mù núi đá che khuất khiến cho chân núi lúc nào cũng như bao phủ bởi màn đêm gà gô tuy không hiểu về thuộc phong thủy nhưng vốn là kẻ tin nhanh cũng biết nhìn bùng phân đất khe đá dưới chân núi trăm ngàn năm không có ánh mặt trời chính là bối âm địa vậy mà lại xuất hiện dây leo rậm rạp chứng tỏ chân núi không phải toàn nham thạch nếu từ đó đào thông lên trên chắc sẽ tốn ít công sức hơn đào từ trên xuống. Mọi người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định phân chia thành hai lộ. Lão Trần và La Lão Quai dẫn đội công binh tới lưng chừng núi để đào lỗ gai mìn. Nổ mìn phá đá đào mộ đạo, còn gà gô dẫn người của Ban Sơn và một toán quân xã lĩnh xuống chân núi để kiếm lối vào. Lần này nhân lực dồi dào chia nhau hành động như thế. Dù lộ quân nào đắc thủ trước báo vật trong mộ cổ bình sơn cũng coi như nắm chắc trong tay. Số gà trống gom được đều giao cho lão Trần sử dụng, đủ để tiêu diệt trùng độc trong lòng mộ cổ. Tiếng gà gáy giữa núi rừng âm u xua tan hoàn toàn lớp xương độc khí độc trong khe núi, rết lớn rết nhỏ hình như biết khắc tinh xuất hiện nên bảo nhau trốn biệt trong gốc cây khe đá, không dám cửa quậy. Sao còn dám nhả độc mà hại người nữa? Cánh quân lão Trần bận biểu với việc nghe đất tìm quyệt, đặt miệng, chuyện này không nhắc đến. Chỉ nói đến cánh quân của gà gô mang theo mỗi con gà nộ tinh sau lưng thủ lĩnh. Ngoài hai ban sơn đạo nhân là Hoa Linh và Lão Tây, còn có học cô nương dẫn theo mười mấy tên trộm xã lĩnh tương trợ. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, bèn dòng ra sau núi. Đường xuống chân núi chẳng dễ sơi tẹo nào. Từ lưng đèo đến chân núi toàn vách đá dốc đứng, không có lấy một lối đi, cả bọn phải bám vào vách núi mà bò xuống. Khắp vách núi là những mỏm đá đâm ngược lên hoặc chĩa thẳng xuống. Tuy có thể mạo hiểm leo bám, nhưng nếu phải kẻ nhát gan, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cứng cả bắp chân. Đám ban sơn đạo nhân, gà gô đều là những tay to gan lớn mật. Nhóm anh em xã lĩnh do hồng cô nương chỉ huy cũng là cao thủ thường thắng sơn. Dùng thăng rết móc vào vách đá hiểm trở, trèo xuống không tốn chút sức nào. Gà gô thấy thằng rết móc dách núi tuy cấu tạo đơn giản nhưng lại là một công cụ đào mộ độc đáo sáng tạo, tác dụng cực lớn, không khỏi thầm khâm phục món đồ bí truyền của phái xã lĩnh. Đoàn người như lũ dượng, đu dây, bám thang tuột xuống, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cổ và thân hình bình sơn xanh ngắt một màu, cao dời dời ở trên đỉnh đầu. Nhìn từ xa chỉ thấy ngoài thế núi kỳ thú vách đá hiểm trở, cũng chẳng có gì đáng sợ cả nhưng mà xuống tới chân núi mới nhận ra ngọn núi đá xanh này quả thật là hùng dĩ thâm nghiêm đi thêm mấy bước nước từ các nhũ đá thấm ra rỉ xuống tí tách lành thấu xương cả đám đành đội nón lá khoác áo tơi xách đèn bảo tiến về phía trước thêm mấy trăm bước nữa trước mắt hiện ra một cái ao do nước mưa trong núi tích tụ thành mặt đất bị nước lạnh ngâm trong nhiều năm rẫm xuống thành ao ao rất sâu, mặt nước nổi đầy bèo tắm. Nước trên nhũ đá liên tục rõ xuống khiến cho mặt ao cứ lăn tăng gần sóng, lại thêm rất nhiều dây leo rủ xuống lòng ao. Gà gô thấy dưới chân núi quả thật có động thiên hiếm có, chứng tỏ phán đoán ban đầu của mình là đúng. Có điều nơi này thâm u nhỏ hẹp, ao nước lại sâu, nếu muốn tiếp tục tiến vào trong chỉ có cách đu dây nhảy qua. Cách này đối với gà gô đương nhiên không khó, nhưng mà những người khác thì chưa chắc đã ổn Không lẽ lại dầm mình trong nước hồ lạnh thấu xương mà bơi qua Nghĩ đến đây Hàng chân mài của hắn khẽ cao lại Hồng cô nương nhìn ra ý hắn liền bảo thuộc hạ Lấy thang rết kết thành dạng lưới Ruột tre vốn rộng cho nên sức nổi cực lớn Có thể làm bè vượt ao Gago bèn gật đầu tán thưởng Nhanh chóng bước lên bè tre ghép bằng thang rết Giờ cao cây đèn bảo xác định rõ hướng đi đoạn lệnh cho mọi người khoát nước lái bè tiến lên phía trước ba chiếc bè rẽ nước trôi ra giữa ao đi được nửa đường học cô nương đang đứng trước mũi bè chợt thấy trong bóng tối dường như có hàng loạt tiếng bò lúc nhúc cô cũng là người có nhãn lực tốt nhưng mà không thể so với lão trần sinh ra gặp kỳ duyên trong lòng cổ mộ còn có thể mở to mắt cú chứ nơi tối đen thế này thì chịu không sao mà nhìn rõ được Hồng cô nương từng tận mắt trông thấy những loài độc vật sinh trưởng trong núi Bình Sơn. Ngỡ rằng phía trước không lành rồi, vội rút ra ba cây phi đào dùng hết thần lực chăm chú hướng về phía trước. Hễ có thứ gì xuất hiện, lập tức dùng thủ pháp của Nguyệt Lương Môn gầm cho nó mấy phát rồi tính. gago cũng phát hiện thấy điều bất ổn từ sớm, nhưng hắn vốn là một tay lão luyện nên giọng tai nghe ngóng đoán định tình hình. Bè tre càng tiến tới, âm thanh phía trước lại càng rõ ràng hơn. Như thể có cả một đàn chuột đang đua nhau gặm nhắm, chỉ trách không biết bao nhiêu con. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn vội la lớn. Nằm xuống! Rồi ấn qua Linh đứng bên cạnh nằm úp xuống bè tre. Bọn học cô nương nghe vậy cũng giật mình vội ngồi thụp xuống. Chỉ thấy bên tai dù dù hỗn loạn từ khe đá trước mặt bỗng ào ra một bầy dơi lớn như một trận cuồng phong đen ào tới giữa không gian chật hẹp của vách đá và mặt ao bầy dơi quá đông lại hoảng loạn nên bay loạn xị đâm cả vào nhau rơi xuống nước hoặc da đầu vào vách đá kêu lên thảm thiết âm gian cả núi rừng một tên trộm xã lĩnh đứng trên bè tre phản ứng hơi chậm liền bị lũ dơi xúm lại chúng hoàn toàn không có chủ ý tấn công con người song gì vừa bị kinh động đụng phải thứ gì liền vô thức cắn bừa theo bản năng để bảo toàn mạng sống móng vuốt của lũ dơi rất sắc nhọn cao trúng một phát có thể tước cả mảng da thịt tên trộm dãy dùa tránh né thế nào cũng vô dụng chỉ trong chốc lát da thịt trên người của hắn đã bị tước sạch còn trơ lại bộ khung xương nham nhở máu thịt rơi tổm xuống nước tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của hắn như còn gian vọng giữa vách đá âm u gà gô không ngờ trong khe núi này lại có nhiều dơi đến vậy cái khó ló cái khôn anh ta vội vỗ mạnh vào lòng gà sau lưng gà nổ tinh lập tức cất tiếng gãi vàng âm thanh dội xuống mặt nước gà gáy sáng vốn là điềm báo âm dương phân chia giữa trời và đất loài dơi chỉ xuất hiện khi đêm tối vật tính thiên nhiên tương khắc gà nổ tinh lại không phải là vật thường quả nhiên bầy dơi đồng đúc nghe tiếng liền bay tàn tác không dám bén mảng tới gần bè tre nữa chẳng bao lâu đã tản đi không còn một móng đám trộm vừa vào núi đã mất đi một mạng ai cũng rùng mình ớn lạnh cảm thấy mới xuất quân đã gặp điểm bất lợi thật là chẳng tốt đẹp gì đời của họ tuy là đã quen với cảnh đầu rơi máu chảy chẳng có lạ lẫm gì chuyện sống chết cũng biết trộm mộ mất vài mạng người là chuyện bình thường thôi nhưng mà cái chết của người anh em vừa rồi quá đổi tàn khốc khiến cho ai nấy chứng kiến đều dựng tóc gái. Mai sau, bầy dơi đến nhanh, lại đi cũng nhanh, chiếc bè tre cũng sắp sửa cập bờ rồi. Mọi người theo gà gô nhảy lên bờ, chợt nghe có tiếng chóp chép như người đang uống nước. Ai nấy đều kinh ngạc, dơ đèn soi bốn phía, bỗng buộc miệng kêu á một tiếng. Dưới ánh đèn tù mù, họ thấy trong khe núi có tới mười mấy đùng đất như một dải mồ nằm san sát bên nhau bị nước xói bùn rơi những chiếc quan tài dưới mộ đều lộ cả ra ngoài trong số đó có một cổ áo quan gỗ để mọc bắt mắt máu tươi tanh tỉ rỉ ra từ nắp áo quan một con báo nhỏ đang nằm phục ở trên nắp áo quan thè lưỡi liếm lấy liếm để dũng máu đèn chương 25 phân sơn quật tử giáp con báo nhỏ nằm bò trên nắp áo quàng liễm báo say sưa tham lam không hề biết đến đám người mới tới gà gô cách đây không lâu đã cùng với hoa linh và lão tây trừ khử bạch lão thái thái dùng thuật diên quang hại người trên bia cổ quan núi bình sơn âm u lạnh lẽo ít thấy báo không ngờ xuống dưới chân núi này lại đụng phải một con nhìn màu lông và dáng vẻ gian tà của nó thì biết ngay nó chính là cháu chắc gì của con báo già ở khu bia mộ phía trên. Những việc thế này trước đây không cần đến gà gô ra tay. Sư đệ tóc xoăn lão tay đã nhanh nhẹn bước lên phía trước dùng bàn tay như gọng kềm sắt tóm lấy cổ con báo sách đến trước mặt sư huynh chờ xử lý. Lúc này con báo nhỏ như mới bừng tỉnh hai bên mép vẫn còn dương máu đen rỉ ra từ vỏ quan tài. Nó không thuộc tính người Tựa hồ cũng có thể thấy sát khí bừng bừng Tỏa ra từ đám trộm mộ Biết là đại nạn sắp dán xuống đầu Cho nên toàn thân rung lên lẫy bẩy. Hồng cô nương đứng bên Chẳng hiểu trời trăng gì Cô ta giữa đường xuất gia Nhập với bọn thường thắng sơn Đối với việc trộm mồ quật mã Vẫn là dân ngoại đạo Này thấy trong khe núi âm u Có một phần quan quách Lại có một con báo nhỏ Mắt la mày lét không biết đang làm trò xấu xa gì không kèm được lên tiếng hỏi Gago gô không trả lời chỉ khoát tay ra hiệu với hồng cô nương và thuộc hạ đứng sau dẫn cả bọn tiếp cận dãy mồ ở trong chân núi chỗ này là nơi bình sơn tiếp giáp với mặt đất đám trộm vào đến đây không thể đứng thẳng lưng chỉ đành lom khom xách đèn chui vào góc hẹp đi tới gần cổ áo quan đang rỉ máu bẩn kia mùi máu tanh sọc cho tận mũi cả bọn dội dùng lụa đen che mặt bịt kín mũi mồm đoán chừng trong áo quan đến tám phần là đựng xác thối nhưng gà gô cảm thấy cổ quan tài mọc này không giống áo quan thông thường phàm là nơi có mộ cổ đại diện đạo quán lớn sinh khí ắt phải tràn trề núi non bàn đất đều có hai mặt âm dương trong chân núi tối tăm ẩm ướt này một cổ áo quan từ hàng trăm năm trước không thể nào mới tin như vậy dù là kẻ đi nhiều hiểu rộng Hắn cũng không biết có chuyện cũ quái gì đây Gago vốn là cao nhân to gàng lớn mật Gặp phải chuyện gì kỳ lạ Đều nhất định phải tra tới ngọn nguồn Hắn đưa tay gõ vào cổ áo quan hai cái cạch cạch Thứ gỗ này xem ra cũng là loại quý Nhưng mà tuyệt đối không phải hàng hiếm Từ các khe kẻ trên áo quan Rỉ ra một thứ máu tanh tử, dính nhớt Bốc mùi như cá chết gặp nắng Quan sát bên ngoài không thu được kết quả gì gà gô bèn lệnh cho mấy tên xã lĩnh lên trước phá quan đám người này đã nghe lão trần căn dặn phải phục tùng gà gô như phục tùng thủ lĩnh thường thắng sơn lập tức dân lời sách điều dài tiến lên phía trước phá quan là một khâu quan trọng không thể thiếu trong mỗi vụ đổ đấu của dân trộm mộ mô kim hiệu quý khai quan dùng thám âm trảo và hát chiết tử chủ yếu là bảy và nhất nên mới có câu thăng quan phát tài xã lĩnh lực sĩ đi trộm mộ khai quan lại quen dùng khai sơn phủ tập trung phan bổ có điều không gian dưới chân núi này quá hẹp không thể bổ nắp áo quan chỉ thấy ba người bọn họ cùng dung ngang rìu lên lưỡi rìu bổ xuống nứt toát một khe lớn trên thân quan tài họ lại dùng rìu bẫy rộng khe nước ra chẳng mấy chốc cổ áo quan lành lặn đã bị tháo tung soi đèn nhìn vào chỉ thấy bên trong chẳng có cái xác nào ngoài đám nhục khuẩn to lù lù đang không ngừng rỉ nước đen mùi vị màu sắc đều giống hệt xác thối gà gô thấy vậy chợt hiểu bèn sai người thắp đuốc đốt cháy cái đống nhục khuẩn thì ra cổ áo quan để mọc này không phải là quan tài đặt xác chết mà là hợp đựng nhục khuẩn trong đơn cung kỹ thuật luyện đơn bằng thủy ngân thời tống khác xa thời tần hán so với triều đại trước đã tinh vi hơn nhiều bắt buộc phải nung chảy thủy ngân thành bạc đồng sắt thành vàng thêm thảo dược làm vật dẫn để mà hợp thành đơn thảo dược luyện đơn không thể thiếu những thứ quý hiếm như là linh chi cửu long bàn nhục khuẩn thái tuế nhưng nhục khuẩn sau khi bị hái để trong môi trường bình thường rất khó bảo quản chẳng mấy chốc sẽ khô đi mất hết dược tính cách bảo quản duy nhất là bỏ chúng trong lớp gỗ mọc chôn chặt sau sườn núi tối tăm ẩm thấp tất cả các đụng đất, trong như mộ phần ở đây, đều chôn những hộp gỗ như vậy. Cũng không biết là do con báo kia moi lên hay bị nước bùng xâm thực nên trồi cả lên. Nhục khuẩn trong hộp ở môi trường ẩm ướt vẫn sinh sôi nảy nở, nhưng mà chôn đã nhiều năm nên không thể làm thuốc. Chỉ tổ cho con báo nhỏ tìm đến liếm nước dịch tiết ra. Gago gườm gườm nhìn con báo nhỏ bị lão tay bắt về chửi. Giống súc sinh này cũng không khác gì cái lũ người vọng tưởng thành tiên kia định nuốt đơn phục thuốc để được trường sinh bất tử người xưa chưa luyện được linh đơn trong núi bình sơn dược liệu thừa lại thành ra báo chúng mày còn để mày làm sằng làm bậy sớm muộn gì cũng sinh hậu quả thôi hồng cô nương nghe lão trần kể chuyện con báo già ở chỗ bia cổ cho nên vô cùng lo lắng bèn hỏi gà gô đã vậy hay là để anh em giết luôn con báo này đi Gà gô bình sinh Giết người như ngoé Gặp phải cái hạng lòng lan giả sói Hay gian xảo điêu hoa Đều ra tay không dung tình Giết một con người bằng xương bằng thịt Chỉ đơn giản như dí lũ cháy rận Huống hồ là một con báo Không biết thân biết phận Ham muốn đơn dược Gà gô không muốn tùy tiện sát sinh Trước mặt sư đệ sư muội Mọi việc trong thiên hạ vốn đã không thể rặt rồi Giết hay không giết Cũng chỉ là ranh giới mong manh trong suy nghĩ anh ta không muốn đưa họ vào con đường tà đạo gieo nhiều nghiệp chướng cho nên nghe hồng cô nương hỏi có nên giết luôn con báo hay không gago liền lắc đầu cứ tạm giữ cái đồ thối thay này lại đã lát nữa khắc cần đến đám trộm không biết gago định giữ lại con báo làm gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều đành theo lời của anh ta cắt đặt đào từng hộp nhục khuẩn lên rồi châm lửa đốt sau đó tận dụng cái đám cháy châm một lượt đuốc tạm thời tắt đèn bảo đi tản ra khắp các ngóc ngách giữa chân núi tìm xem chỗ nào có thể đào được đường hầm cứ theo tuyệt chiêu nghe gió nghe sấm của lão trần thì mộ cổ trong núi bình sơn chẳng khác mấy so với tiên cung đạo quán xây dựng ở trên đỉnh núi chẳng qua chỉ là lợi dụng các hang động dựng tiên cung ở trong lòng núi xây dần theo hình bậc thang bình sơn thế núi đổ nghiêng điện cung trong lòng núi cứ giải nọ cao hơn cái kia ước chừng cao đến 4 năm tầng, quy mô cực kỳ hùng dĩ. Trong các thủ pháp đào mộ, hạn chế nhất là xem đất phân bùng, hãy gặp nơi sa mạc hoặc là chỗ bị ngập nước là mất hết linh nghiệm. Gago thấy tình hình như vậy, bèn bảo cái đám xã lĩnh dừng tay, túm lấy con báo trong tay của lão tây, lại thò tay vào bụng móc ra một viên rết châu. Đây chính là thứ lão Trần và La Lão Oai lấy được từ đợt đào thi đầu mang lần trước khi vào núi đã chia cho mỗi người một ít phòng khi bị trùng độc cắn có dùng để mà hút độc nhưng mà tuyệt đối không được đưa sát vào mũi miệng gà gô móc ra viên rết châu đưa lên quơ quơ trước mũi con báo mấy cái con báo nhỏ lập tức co rút toàn thân hai mắt trợn trừng trắng giả lỗ mũi nhỏ máu tươi tí tách gà gô xách nó đi lại quanh khe núi để máu tươi nhỏ xuống khắp nơi hoa linh giơ bó đuốc theo sau soi cho gà gô quan sát tỉ mỉ xem những giọt máu tươi rõ trên đất đá biến đổi ra sao. Rốt cuộc cũng phát hiện ra một nơi máu nhỏ xuống nền đất cứng mà không ngắm xuống ngay cũng không chảy đi, cứ lăn tròn sao mới thấm vào lòng đất. Xem ra thổ tầng chỗ này tiếp nhận âm khí của Bình Sơn nên kỵ máu tươi nóng. Thay đổi này cũng vô cùng nhỏ nếu không phải là tay lão luyện không thể nào phát hiện ra điều kỳ diệu ở bên trong. Nơi này đã cách xa chỗ chôn nhục khuẩn gô quan sát thật kỹ rồi mới gật đầu nói chính là chỗ này đào từ đây chắc chắn sẽ xuyên thẳng tới địa cung sau khi xác nhận xong xuôi anh ta bảo hoa linh bôi thuốc cầm máu cho con báo con báo này có lẽ kiếp trước không tu nhân tích đức nên kiếp này mới gặp tai ương không may rơi vào tay của ban sơn đạo nhân mất không biết bao nhiêu là máu nếu tìm ra thổ tận chậm một tí nữa chắc là cạn sạch máu rồi Gago lại lấy dao găm cắt đứt yêu gần sau gáy con báo để kiếp này nó khỏi thổ nạp tu luyện. Chẳng thể dùng thuật che mắt tàn hại sinh linh được nữa. Chỉ có thể thuận theo quy luật tự nhiên cùng dạng vật sinh diệt. Xong xuôi mới tiện tay ném nó sang một bên. Cúc mau đừng để rơi vào tay của ban sơn đạo nhân này lần nữa đấy. Con báo được đại xá cố nén cơn đau bị cắt gần máu tuôn xấu xả. Cúp đầu chui thẳng vào khe đá. Hồng cô nương và đám trộm xã lĩnh thấy thủ pháp của gà gô biến quá khôn lường, đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Lẽ nào đào xuống mặt đất nơi có máu tươi của con báo rõ xuống là có thể đâm thẳng vào địa cung mộ cổ? Đây khác nào thuộc bốc quyệt trong thượng pháp của quyết dấn. Thực là thần kỳ bí ẩn. Bọn họ còn tưởng ban sơn đạo nhân dùng máu báo gieo quẻ để tìm ra vị trí đào đường hầm đám trộm xoa tay xoa chân lũ lượt chuẩn bị khí giới đào hầm hồng cô nương thấy chỉ có hơn chục người lại không biết đường hầm này nông sâu thế nào e một chốc một lát không đào xong được có ý cử hai anh em quay lại điều thêm người tới để hỗ trợ gà gô nghĩ bụng hồng cô nương xuất thân từ nguyệt lương môn không am tường mấy cái trò đổ đấu không biết rằng nếu chỉ dựa vào người đông thế mạnh thì ban sơn chi thuật đã chẳng nổi danh như thế bèn nói không cần đâu, các anh em xã lĩnh chỉ cần đứng bên nghỉ ngơi, tiện xem ban sơn phân chấp thuật. Nói đoạn liền giấy tay gọi lão Tây và Hoa Linh. Mang quật tử giáp lại đây. Đám trộm xã lĩnh nghe xong liền sững cả người, không ngờ hôm nay lại được một sở thị bí thuật ban sơn. Dân độ đấu ai chẳng nghe qua ban sơn phân chấp thuật, nhưng mà trước đây ban sơn đạo nhân thường không qua lại với người ngoài, cho nên hầu như chưa có ai được tận mắt nhìn thấy phân sơn quật tử giáp cùng trong nghề đổ đấu với nhau bọn họ sao có thể không hiếu kỳ được mọi người lập tức tập trung cao độ ai nấy đều nín thở dán mắt vào nhất cử nhất động của ba ban sơn đạo nhân chỉ thấy lão tây và hoa linh hạ cái sọt sau lưng xuống sọt tre được đầy kín bằng tấm vải hoa nhuộm sáp ở bên trong có vẻ nặng như là đựng rất nhiều thứ Hoa Linh lấy ra một bánh thuốc bóp nát rắc lên sọt tre. Không biết là bánh thuốc đó được làm bằng cái thứ gì mà Hoa Linh mới động tay đã nghe trong sọt có tiếng thứ gì cựa quậy như muốn chui ra. Tựa hồ như là có ngàn chiếc lá giáp sắt đang cọ sát vào nhau. Đám trộm vô cùng kinh ngạc, từ lâu đã nghe đại danh phân sơn quật tử giáp. Nhưng có ai ngờ đó là một vật sống đâu hai chữ quật tử vốn là tên gọi khác của lính công binh khi xưa. Chiến tranh thời cổ thường có sách lược công thành, gặp phải thành cao, hào sâu, khó lòng công phá, lính công thành sẽ phân chia binh lực, đào địa đạo dây quanh. Lính giữ thành bên trong cũng đào hào sâu rồi chôn đá đổ nước xuống, ngăn chặn kẻ địch từ ngoài đào xuyên tường thành. Binh lính đảm nhiệm công việc này đa số đều là những người thấp bé thu kệch, rất giỏi đào đất bới bụng có thể chui rút trong địa đạo như lũ chuột đồng nên còn gọi là quật tử quân hoặc là quật tử doanh. Bởi thế nên ai cũng tưởng phân sơn quật tử giáp là một bộ giáp đồng. Có lẽ là loại giáp trụ đặc biệt mà quân quật tử thời xưa thường dùng mặc mỗi khi đào đất. Có dút sắt lá sắt dùng để bới đất chứ hoàn toàn không ngờ nó lại là một vật sống. Âm thanh phát ra từ sọt tre mỗi lúc một lớn đột nhiên lại có hai vật hình cầu phủ kính lá giáp từ trong sọt lăn ra lăn tròn trên đất hai vòng rồi mới duỗi dài thân hình lúc này hiện rõ là hai con quái vật khắp mình đầy giải giáp cặp quái vật này hình dáng giống như loài cá sấu dương tử lớp dẫy trên mình ngay ngắn như khô giáp thời cổ đầu như cái dùi đuôi mọc sừng bốn chân vừa ngắn vừa to móng vuốt sắc nhọn khác thường lắc đầu dãy đuôi đều tỏ rõ sức mạnh phi phạm. Mỗi khi bò thì cái lớp dãy trên mình lại phát ra tiếng lách cách như giáp sắt da vào nhau. Trên mình chúng còn có đeo dòng đồng, trên dòng khắc hai chữ quyệt lăng. Đám trộm xã lĩnh đa phần đều chưa từng thấy cái loài vật này, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt, chẳng ai bảo ai liền lùi hết về phía sau. Chỉ có hai bà tay giang hồ lão luyện xem ra có chút kiến thức vừa nhìn đã nhận ra đây là con tê tê nhưng mà thấy chiếc vòng gỉ quen gỉ quét ở trên mình của chúng thì biết đây không phải là tê tê thông thường chợt nhớ ra một chuyện không khỏi thốt lên kinh ngạc lẽ nào là xuyên sơn quyệt lăng giáp các bạn vừa nghe xong phần một trăm lẻ ba của ma thổi đèn tác giả thiên hà bá sướng hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt